Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý khi mà đang chạy xe qua online bị nước ghi cồn thì phải làm cách nào. Đây, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn, nhưng trước khi mình chỉ các bạn thì các bạn hãy chọn các phương án ABC mà mình đã đưa ra, rồi sau đó hãy xem cái mẹo là như thế nào. Rồi bây giờ mẹo là như thế này đây. Khi mà chúng ta bị nước ghi cồn, đầu tiên chúng ta nên chả mòn, sau đó chúng ta đề máy. Khi mà máy nổ rồi, làm sao mà chúng ta vô số 1 thì không có cồn? Dễ lắm, chúng ta đẩy, để chân đẩy quay ra. Đấy, chúng ta không cần phải còn, còn khi muốn về mò chúng ta chỉ việc đá nhẹ lên thôi. Quay đầu, mình cũng không cần bóp cồn, chỉ cần xe nó lăn bánh là ok. Chúc các bạn.